Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Giao A Chu. Thì chuẩn bị là cái quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì xin chúc toàn thể anh chị em, cô bác đang xem cái video này có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Thì hôm nay lên một cái mẫu giá mới, cũng như là có một số những cái khuyến mãi nhân dịp mùng 2 tháng 9, ngày lễ Quốc khánh. Thì đây là cái số điện thoại liên lạc cũng như là Zalo của lò chúng tôi, cơ sở sản xuất chúng tôi. Thì anh chị em, cô bác nào có nhu cầu cần đặt hàng giao mèo và những hoặc mua hàng những cái mẫu mã chúng tôi đưa lên, thì cô bác anh chị liên hệ qua số điện thoại này, hoặc các bác cô bác anh chị chụp ảnh màn hình lại cái video và con dao các bác đang xem, gửi lại vào Zalo của tôi để mua những cái con dao nó giống mẫu như thế được chính xác nhất. Thì cái số này của tôi là đã dùng cũng từ lúc 3 năm 4 năm nay, từ lúc bán dao đến giờ, nên anh chị em cứ yên tâm, cô bác cứ yên tâm. Thì hôm nay sẽ đi vào cái vấn đề chính của video ngày hôm nay, thì sẽ lên cho các bác một cái mẫu dao mới. Đây, xin thưa các bác, đây là cái mẫu dao mới mà chúng tôi mới làm gần đây. Thì thực ra thì cũng bán trên Facebook, rồi thì trên Zalo, trên fanpage, các hội nhóm, các thứ là cũng đã bán rồi, cũng đã làm rồi. Thì cái con dao này, các bác nhìn nó rất là đặc sắc. Cái con dao này chúng tôi làm copy nguyên bản, nguyên mẫu, từ dáng dao, từ cách làm vỏ, đến kiểu cách các thứ nguyên mẫu của người Mông Trắng ở Sìn Hồ, Lai Châu. Thì có thể là nó sẽ khác, nhìn nó khác đi một chút, vì chúng tôi làm nó sẽ kỹ càng hơn và làm nó màu mè hơn một chút, để cho các bác vừa chơi, các bác vừa dùng, vừa trưng trong nhà phong thủy. Đấy. Thì ở cái này có một nét đặc sắc là nó thay vì cái hai quai ở hai bên như chúng tôi đang làm này. Đấy, thì chúng tôi thay đặt vì để úp vào giữa, thì nó là cái khâu, nó là cái đai giữa, cái quai giữa cũng rất là hay. Thì đây là nguyên bản các bác nhé, nguyên bản ở trên họ làm như thế này là chúng tôi cũng copy theo thôi, chứ cũng chả nghĩ ra được. Thì đây là mẫu dao của người Mông Trắng, địa chỉ chính xác là bản Tủa Xin Trải, xã Tủa Xin Trải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đấy, dao người Mông Trắng, Lai Châu. Thì đây là cái ngoại hình của nó, các bác nhìn xem nó rất là hay. Thì những cái bác nào mà sưu tầm dao mèo, những cái bản của các cái vùng miền, thì không nên bỏ sót những cái mẫu dao này, cực kỳ là hay. Đấy. Và bản thân tôi cũng rất là thích cái mẫu này, dùng nó rất là tiện, các bác xem nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem ở bên trong nhé. Ví dụ như con này, con này tôi sẽ quay chi tiết và báo giá luôn cho các bác. Đấy. Đây là khóa dao các bác nhé. Về cái phần vỏ các thứ thì các bác yên tâm, làm càng ngày càng khít, đẹp, đồng ôm. Đấy. Đây các bác cùng xem những cái chi tiết này. Cũng cố gắng là hoàn thiện nhất có thể gửi đến tay các bác. Thì con này là từ cán vỏ gỗ mun sọc các bác nhé. Thì nó sẽ với những cái phần cán ấy, chúng tôi cầm nhiều thì nó đen mất rồi. Đấy, còn cái phần vỏ này thì các bác có thể nhìn thấy vân nó chìm đây chẳng hạn này. Vân nó chìm này. Loang lổ này. Đấy. Nhìn ngoài thì sẽ đẹp hơn, đây là dưới bóng điện. Đây, đây quay cho các bác xem. Đây là dáng dao của người Mông Trắng, Lai Châu. Đấy, cái mẫu dao này thì nó cũng chả cụp, mà nó cũng chả hếch, cũng chả vát, sống thẳng, nhìn rất là đa năng đúng không ạ? Dùng rất là tiện các bác ạ. Cái phần khi cái lưỡi dao như này thì cái phân vùng mình dùng nó sẽ nhiều hơn ý. Đây, sống thẳng, chả cần phải cong hếch làm gì đúng không ạ? Nhìn con dao nó cũng rất là khỏe, các bác xem. Dạ, rất là khỏe. Cái phần cán thì chúng tôi làm cái hình
Hình này là hình oval nên cầm nó rất là ôm tay, nó không bị nó không tròn quá, cầm nó không bị chật tay ấy. Làm rất là đẹp con dao này. Các bác xem lưỡi rất là múc, rất là mỏng nhá. Đấy. Đấy, cái con dao này thông số của nó là 27 cm. Dày chừng 7 ly các bác nhé. Cái này rộng chừng rộng 5. Thì con dao này từ thép nhíp UWAT các bác nhé. UWAT này là UWAT thùng các bác nhé, không phải UWAT cứu thương đâu. Đấy, con dao này. Thì một con dao này chúng tôi đang bán cho các bác sưu tầm là 1.100.000 đồng. Đấy, các bác chuyển khoản thì bao cước vận chuyển. Còn các bác nào mà nhận hàng muốn thanh toán theo hình thức là nhận hàng thanh toán là ship code ấy, thì các bác vui lòng nhận hàng thanh toán thêm 35.000 tiền cước nữa giúp tôi, các bác chuyển khoản đến tôi bao cước. Đấy, con dao như này. Đây con thứ nhất. Cái con thứ hai, mẫu mã và nguyên liệu, kích thước thì nó to nhỏ hơn một chút. Mẫu mã, nguyên liệu từ vỏ đến cán đến ruột đều giống nhau, nó chỉ khác nhau là nó sẽ bé hơn một chút thôi. Dành cho các bác nào mà thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là các bác tay nó hơi nhỏ một chút, thứ ba là các bác mà thích dùng những cái loại mà nó vừa, nó nhẹ nhàng thôi, dùng thái chặt hoặc là nó cầm nó nhẹ thì nó dùng lâu đỡ mỏi tay ấy. Đây, cái phần vân này thì nó dạng vân vân chìm loang lổ, các bác xem cũng là cái bìu lên đây và ba cái lỗ này tầng đây buộc dây. Khâu này là khâu đồng thau liền của tách đấy. Con này đây các bác xem, cái con dao này, con này mình thích dùng hơn này vì nó nhẹ nhàng hơn, vừa hơn, dùng nó đỡ mỏi tay hơn đấy. Con dao này cũng từ thép nhíp bát các bác nha, cùng con kia, cùng mẻ con kia. Con này chỉ dài 25 thôi, dày chừng 6 ly. Các bác nào mà dùng nhẹ nhàng hoặc sưu tầm, các bác không thích dao to thì chơi con này là hợp lý này. Nên khuyên các bác là dùng những con dao từ 25-26 nhé. Dùng cái loại này rất là hay, nó vừa tay, cũng chả ai bây giờ cũng chả ai chặt lặng nữa rồi, đúng không ạ? Chặt lặng thì có rìu, có cưa, có búa rồi. Bây giờ chúng dao chúng mình chỉ, dao chúng ta chỉ chặt nhẹ nhàng thôi, dùng nhẹ nhàng thôi. Đấy, một con dao này rất là nhẹ nhàng, cái dáng dao cũng rất là hay nhé các bác nhé. Đấy. Đây. À, con này thì tôi bán với các bác, giao lưu với các bác là giá là 1.000.000 các bác nhé, hai con này. Đấy. Nếu các bác mà lấy cả cặp thì sẽ có giá ưu đãi hơn. Đấy. Thì bây giờ là qua cái phần thứ nhất các bác nhé, thì đến phần thứ hai. Phần thứ hai thì chúng tôi định lên hai cái combo này. Hai cái combo này. Thứ nhất là một cặp dao mèo to nhỏ này, cái loại mà không có chấm. Thứ hai là một cặp dao mèo to nhỏ này, nhưng mà là loại có chấm. Thì đang định lên với cái giá combo rất là khuyến mãi cho các bác với cái giá là 1.600.000, giá ưu đãi của mừng ngày Quốc khánh mùng 2/9, 1.600.000 cho một cặp này và 1.650.000 cho một cặp này. Nên là thôi đi, để video sau tôi sẽ quay chi tiết nhé, để video sau để mài mai đi, bây giờ cũng đã khá là muộn rồi, để ngày mai tôi sẽ quay chi tiết hai cặp này lên cho các bác xem. Các bác ưng cặp nào thì các bác chốt. Chúng tôi ở đây, ở cái video này thì chúng tôi chỉ bán theo cặp thôi. Các bác mua lẻ chúng tôi không bán nhá. Mua lẻ thì giá nó vẫn là giá cũ nhá. Còn các bác mua theo cặp này, chúng tôi sẽ có giá ưu đãi. Đấy, muốn là các bác chơi dao theo cặp này sẽ hay hơn. Con to dùng việc nặng, con nhỏ dùng việc nhẹ, dùng nó sẽ hay hơn đúng không ạ? Đấy, rất mong muốn là như thế. Thì hẹn các bác vào video lần sau nhá. Dao thì làm rất là đẹp rồi. Để video lần sau tôi sẽ quay lại cho các bác
giới thiệu cái combo này trong ngày mùng 2 tháng 9, các bác nào đặt hàng trong những ngày này thì sẽ có những cái giá ưu đãi như thế. Rồi, xin chào các bác, chúc các bác kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc, an toàn, bình an. Rồi, xin chào anh em. Đây, xin giới thiệu các bác là tranh lúc cuối cùng này. Thì đây là một cái mẫu dao mà tôi làm trả khách, làm theo ý của khách nhé các bác nhé. Họ muốn làm như thế này. Đây, cán vỏ phun gỗ chắc. Đây, đồng này to, nhỏ, to, chắn dày 3 ly. Khâu đồng vàng, đồng đỏ, khâu nhôm, đồng vàng. Khâu này nó khâu to, khâu đồng to. Đây. Con dao này. Đây, làm theo ý của khách. Các bác nào mà muốn đặt những cái con dao như này thì các bác nhắn tin riêng nhé. Cái G ở đây có một cái G, các bác xem. G nó chạy dọc từ đây đến đây. Rất là đẹp, đồng bóng sáng loáng các bạn. Con này là phun gỗ, gỗ chắc, đỏ đen. Nhìn cái màu của nó cũng khá là lạ. Tôi xin chào các bác. Bây giờ 12 giờ đêm rồi đấy.